Có một điều khá là thú vị khi gần như tất cả các mẫu xe được nhập khẩu và phân phối chính hãng của Volkswagen tại Việt Nam đều đạt điểm số tối đa theo tiêu chuẩn an toàn châu Âu Euro NCAP. Vậy Euro NCAP là gì? Và những chiếc xe của Volkswagen phải trải qua những bài thử nghiệm như thế nào để đạt điểm số tối đa của Euro NCAP? Và khách hàng tiêu dùng Việt Nam sẽ được lợi ích gì khi sở hữu những chiếc xe này? Hãy cùng tìm hiểu! Euro NCAP là gì? Euro NCAP, viết tắt của Euro New Car Assessment Program, đây là chương trình đánh giá tính năng an toàn xe hơi của châu Âu, có trụ sở tại Brussels, Bỉ, được thành lập năm 1997 bởi Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Giao thông của Bộ Giao thông Anh và được hỗ trợ bởi một số chính phủ châu Âu cũng như Liên minh châu Âu. Khẩu hiệu của họ là vì những chiếc xe an toàn hơn. Những chiếc Volkswagen đạt điểm số tối đa phải vượt qua những bài kiểm tra như thế nào? Tác động trực diện từ phía trước, tác động từ bên hông của ô tô, tác động cực bên từ vật thể cố định, khả năng bảo vệ người đi bộ, kiểm tra hệ thống bảo vệ trẻ em trên xe, kiểm tra quick flash, kiểm tra hệ thống hỗ trợ tốc độ và nhắc nhở thắt dây an toàn, kiểm tra công nghệ phanh khẩn cấp tự động AEB, tính năng phát hiện người đi đường dễ bị tổn thương, kiểm tra khả năng kiểm soát ổn định điện tử. Xe đạt chứng chỉ an toàn 5 sao sẽ có khả năng bảo vệ mức xuất sắc ở mọi tiêu chí. Chứng nhận an toàn uy tín. Euro NCAP là một chương trình kiểm tra uy tín đáng tin cậy, được các hãng sản xuất lớn trên thế giới tin tưởng. Do đó, việc sở hữu một chiếc xe được Euro NCAP đánh giá và xếp hạng tốt sẽ là một lựa chọn an toàn cho người tiêu dùng Việt Nam. Với phương châm trải nghiệm chất đức, khẳng định chất riêng, Volkswagen Việt Nam tự hào mang đến những mẫu xe chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen. Để lái thử và trải nghiệm các mẫu xe của Volkswagen, quý khách hàng có thể đến hệ thống đại lý của Volkswagen trên toàn quốc, gọi cho hotline hoặc để lại thông tin theo form bên dưới. Đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất của Volkswagen Việt Nam.